xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về cung thiên bình nam hợp với cung nào. Cung thiên bình nam hợp với cung nào? Theo quan điểm trong tình yêu của con trai cung thiên bình, họ rất dễ bị thu hút bởi người con gái tự lập, mạnh mẽ, sâu sắc. Như vậy, họ sẽ cảm giác thoải mái hơn trong tình yêu. Người con trai sẽ chủ động chăm sóc người yêu, chiều lòng người thương hết mực. Bên cạnh đó, người thuộc cung thiên bình luôn tìm kiếm cô gái biết lắng nghe, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Họ sẽ cảm thấy tự tin và có động lực hơn khi được người yêu ủng hộ ý kiến, quyết định của bản thân mình. Với tính cách và sự mới mẻ, điều thiên bình cảm thấy thu hút nhất ở một cô gái, đó là sự bí ẩn. Người con trai sẽ mê mẩn và muốn khám phá những điều thú vị, hấp dẫn trong tính cách của người con gái họ yêu. Có thể nói, con trai cung thiên bình khi yêu khá hợp với những cô gái song tử, bảo bình hoặc sư tử. Khi ở bên nhau, họ sẽ tạo ra phản ứng hóa học cực thú vị, luôn cố gắng vun đắp hạnh phúc, tình cảm của cả hai. 1. Nam thiên bình và bảo bình nữ. Chàng là gió, nàng cũng là gió. Vậy cớ gì mà chúng ta không thành đôi? Thiên bình sẽ bị hút hồn ngay bởi vẻ dịu dàng, xinh đẹp của bảo bình. Cô nàng bảo bình đôi khi khá đa sầu đa cảm. Thiên bình bằng khả năng quan sát nhạy bén, có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư của nàng và chia sẻ với cô nàng ngay. Anh chàng lại có khiếu hài hước và khả năng sáng tạo, sẽ đem lại cho nàng nhiều tiếng cười. Cả hai sẽ cùng khám phá nhiều tính cách thú vị của nhau. 2. Nam thiên bình và nhân mã nữ. Hai cung hoàng đạo này như trời sinh một cặp. Nhân mã xinh đẹp, phóng khoáng, bốc lửa. Thiên bình lại quyến rũ, thông minh, lãng mạn. Cả hai cùng thích những gì thú vị, phiêu lưu. Vì thế, những chuyến đi du lịch, khám phá sẽ là điểm hẹn lý tưởng của cặp đôi này. Hai cung này đều là người khéo ngoại giao, ứng xử. Vì vậy cả hai kết đôi sẽ rất hiếm khi xảy ra tranh cãi. Thiên bình luôn dịu dàng, quan tâm để ý tâm trạng của nàng. Anh chàng luôn muốn mang đến cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.